làng Kim Hoang, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Ngôi làng này từng được biết đến với dòng tranh đỏ Kim Hoang. Cùng với tranh Đông Hồ, Bắc Ninh, tranh Hàng Chống, Hà Nội, dòng tranh đỏ mang tên Kim Hoang là một dòng tranh dân gian đặc sắc của đồng bằng Bắc Bộ xưa kia. Tranh dân gian Kim Hoang ngày xưa được gọi là tranh đỏ bởi thường được in trên giấy hồng điều, khác với tranh Hàng Chống hoặc tranh Đông Hồ in trên giấy trắng mộc hoặc giấy trắng điệp. Màu của tranh, ngoài màu đỏ làm nền, còn có màu đen khi in từ ván gỗ lên giấy và màu trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tràm, tím hồng được vẽ, tô sau khi in xong. Điểm riêng biệt của tranh Kim Hoang mà các dòng tranh dân gian khác không có là 90% các bức tranh Kim Hoang có câu đối, thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm. Những ký tự được viết theo lối chữ thảo bên góc trái bức tranh. Cách bố trí giữa chữ và tranh phối hợp giữa thi và pháp tạo sự hài hòa, duyên dáng, tinh tế cho tranh Kim Hoang. Qua các chuyện các cụ già kể lại, tranh Kim Hoang được sử dụng vào dịp Tết từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch Tết. Thì cái tranh ấy, nó phản ánh ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những cái người ham chỉ học hành, tìm mọi cách để phấn đấu tiến bộ. Thì đấy người ta gọi là tranh tiến sĩ. Cái thứ hai là những người chăm chỉ làm ăn, ruộng nước. Cái thứ ba là cái chăn nuôi súc vật, tức là tranh con gà, tranh con lợn. Đấy rồi thì tranh chuột và một số cái tranh vui, nó mang tính chất lịch sử. Thì đấy là cái ý của làng thôi là như thế. Theo các cụ trong làng kể lại, thì hơn 100 năm trước, cứ từ tháng 11 âm lịch đến giáp Tết là làng Kim Hoang lại nhộn nhịp vào vụ làm tranh. Để rồi, tranh Kim Hoang lại theo dân làng, có mặt ở khắp các chợ gần xa để phục vụ nhân dân chơi tranh Tết. Trong làng ở đây thì có ba người, ba ông cụ chuyên đi bán tranh ở các nơi, thí dụ như chợ Yên Sở, như ở Hoài Đức, hay là như chợ Đâm, hay là một số nơi đấy. Đến ngày đó mấy cụ rủ nhau buôn các cái số tranh ngay của chính trong làng, kết hợp đi buôn cả những cái tranh của các nơi khác, của Hàng Chống, của Đông Hồ, bày ra bán ở ngoài các cái chợ. Chính người gia đình nhà tôi thì bà xã nhà tôi cũng đã đi, hay đi bán tranh cùng với ông bố, do đó đi các cái chợ để bán. Thì tôi cũng có hỏi cái chuyện này và đôi khi có những tâm sự ấy thì bà từ cái thủa lên 8, lên 9, lên 10 thì là con gái cứ đi theo bố, tức là theo ông cụ ấy, đi bán tranh. Thế thì đến đấy ngồi một cái thì là trông hàng cho phụ. Đầu thế kỷ 19, tranh Kim Hoang phát triển mạnh nhưng rồi bắt đầu bị thất truyền từ trận lụt năm 1915. Trận lụt lớn đã cuốn trôi gần hết ván in, cộng với mất mùa, đói kém, khiến cho dòng tranh suy thoái và hoàn toàn biến mất vào năm 1945. 70 năm sau đó, người làng Kim Hoang không còn ai nhắc đến dòng tranh đỏ của làng nữa. Tìm mọi cách để phục hồi, nhưng nói tóm lại đều lúng túng trong cái việc làm thế nào để phục hồi. Biết bao nhiêu người đều muốn phục hồi, nhưng trong thực tế thì lại gặp cái khó khăn này như thế. Càng ngày khi mà cái cuộc sống hiện đại càng phát triển thì người ta là những cái bức tranh dân gian nó đã thu hẹp dần cái môi trường sống.
Thế cho nên trong cái quá trình mà tôi nghiên cứu về tranh dân gian thì tôi phải về làng Kim Hoàng. Thì ở đây thì các bác đại diện thôn hay xã cũng đều rất muốn là để khôi phục được dòng tranh mà bản thân thôn xã cũng đã từng một lần để muốn khôi phục lên dòng tranh nhưng mà không khôi phục được. Vì là không có mẫu, không có đủ điều kiện. Tôi cũng thấy rằng là cái dòng tranh này nếu như mà mình làm thì cũng có thể là sẽ tạo ra được một cái thị trường tranh về tranh dân gian, nhất là tranh Kim Hoàng, có đất sống. Với mong muốn khôi phục lại dòng tranh đã bị thất truyền hơn nửa thế kỷ qua, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Tư nhân Hà Nội, đã bỏ nhiều tâm sức nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Việc khôi phục những bản khắc gỗ của tranh Kim Hoàng được thực hiện dựa trên một số hình ảnh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và đặc biệt là trong cuốn sách Tranh dân gian Việt Nam của nhà nghiên cứu người Pháp Maurice Durand, xuất bản năm 1960. Khôi phục tranh này thì đã phải có cái sự giúp đỡ của các nghệ nhân của nhất là làng tranh Đông Hồ và làng tranh Hàng Trống để về cách phơi giấy hay nhuộm giấy hay là một số kỹ thuật vẽ. Và cũng như là nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế thì từ năm 90 gì đấy đã cũng khôi phục tranh Đông Hồ để mà nó phát triển như ngày hôm nay. Anh Đào Đình Trung là người đầu tiên của làng Kim Hoàng có được những phẩm chất phù hợp để có thể theo đuổi dòng tranh dân gian này. Sau gần 2 năm tìm hiểu, với sự dìu dắt, hướng dẫn của chị Hòa và các cụ cao niên trong làng, hiện nay anh Trung đã có thể làm được những bức tranh của làng Kim Hoàng một thời đã bị thất truyền. Qua cái quy trình làm tranh ngày xưa mới bây giờ ông có thấy khác biệt nó như thế nào ạ? Về cơ bản thì nó không khác. Vâng. Nhưng mà ngày xưa đó, làm nó vất vả hơn. Vâng. Bây giờ làm nó có cái điều kiện thuận lợi hơn. Thí dụ thứ nhất là vấn đề nhuộm giấy. Thì bây giờ các bác nhuộm giấy cho chị Hòa được nhuộm thì rất đơn giản. Vâng. Nhưng ngày xưa là nhuộm được cái giấy như thế là phải vất vả, phải ra tận ngoài kia mua cái giấy ở tận ngoài chỗ bưởi đó. À, xong rồi đưa về đây, thế mới chọn cái giấy nào mà nó không có cái sần sùi thì người ta mới có thể làm cái bức tranh. Do đó cái việc làm cái quy trình nó vất vả hơn, bức tranh làm nó cầu kỳ hơn. Thế rồi thì vẽ lên thì có cái nó ứng ý, có cái chưa thật ứng ý, thì có khi các cụ lại gặp đi. Ngày xưa các cụ có tô bằng tay hay là tô, in à? Tô xong phần rồi. Nữa là phải tô. Vâng. Tô mà thêm tranh, cái bé gà ta. Phải tô. Vâng, có cái phải tô. Tranh lợn thì cũng in xong cũng phải tô. Cũng phải tô. Vâng. Tranh lợn với tranh gà thì ngày xưa là cũng của mình là lên giấy đỏ thế có chứ tranh đỏ quá. Vâng. Thế nên ngày xưa bán ra ngoài chợ người ta gọi là đây tranh này đâu tranh đỏ Kim Hoàng thì nó giữ nguyên như xưa. Thế nhưng bây giờ dưới cái con mắt nghệ thuật thì các nghệ sĩ người ta bổ sung thêm một vài cái nét phải cho trông thấy hơn một tí thôi, còn cơ bản nó giống như ngày xưa. Mỗi một bức tranh dân gian khi mà chúng ta cầm lên thì nó không chỉ, có khi nó chỉ là 30.000 thôi nhưng mà nó chứa đựng những cái giá trị về phong tục tập quán, tín ngưỡng cũng như là về tôn giáo cũng như nhân sinh quan cũng như là thể hiện một cái thời kỳ lịch sử của tranh dân gian. Và cái phong tục là khi mỗi khi Tết đến thì người ta thường trang hoàng nhà cửa. Nhưng nếu như mà mình không có một cái phong trào mà dùng tranh dân gian thì gia đình người ta sẽ treo những cái tranh mới thôi. Tôi cảm thấy rất là buồn khi mà chính người dân Việt Nam mà lại không dùng những cái sản phẩm của tranh dân gian Việt Nam. Ngoài cái con gà, con lợn mà xong một số tranh tiến sĩ các thứ để tôi làm được và tôi bán. Vào cái dịp Tết thì tự nhiên làng có một cái truyền thống mà từ xưa mà mai một đi rồi. Thì bây giờ lại phục hồi lại thì thích quá chứ sao. Lấy đề tài từ cuộc sống làng quê mộc mạc giản dị với hình ảnh của hội làng, của con trâu, con lợn, con gà, chứa đựng trong đó ước vọng về cuộc sống may mắn, hạnh phúc, no đủ. Tranh dân gian Kim Hoàng đã có một thời là món ăn tinh thần của người dân xứ Đoài và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, cùng với tranh dân gian Hàng Trống, việc hồi sinh dòng tranh giấy đỏ Kim Hoàng bị lãng quên cũng đồng nghĩa với việc khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mảnh đất Thăng Long, Hà Nội.